Tới hôm nay con Lê Thị Biển ngày nào nó cũng lên đấu tố. Tội nghiệp không biết sao mà nó sắp cái vai con Lê Thị Biển lên nó đóng cái vai này hấp dẫn đi. Mà con Lê Thị Biển nó là có công đó chứ không có tội đâu nghe quý vị. Quý vị nó có tội là quý vị hiểu sai Phật pháp rồi đó. Có công là sao cũng vì nhờ nó nói, nó tố lên đủ điều mà tố cái điều nào cũng chật lắc. Cái điều đó thì càng ta mến sư huynh đệ nhiều hơn. Nó hay cái chỗ đó, nó tố cái chuyện không có mà nó cũng có thể tố được, tôi nghĩ là tôi cũng bái phục luôn. Nên hôm nay xin khen Lê Thị Biển Phước Kim là nếu được là khen em Lê Thị Biển rất là hay. Em tố những cái điều mà anh nghe là các bạn không biết bao nhiêu chuyện mà nó không có đâu hết trơn, mà không biết kiếm từ đâu mà ra. Tối ngày lên mạng kia coi sư Minh Tệ, nó theo dõi sư Minh Tệ mà nó không thấy cái điều tốt, mà tối ngày nó thấy cái chuyện sư Minh Tệ dính líu đạo nhân quả, sư Minh Tệ là dàn dựng, là cách mạng màu, là giả tu, là lôi kéo quần chúng, cái điều đó mình nghe thất cười. Cho nên cũng nhờ nhiều người đấu tố như vậy đó mà cái đức độ của sư Minh Tệ nó sáng tỏ hơn. Nhưng mà cái điều hay của sư Minh Tệ là không bao giờ sân si phiền não, trả lời biện minh cho cái sự tu của mình. Sư cứ nói là con tu đúng thì con nhờ, mà tu con sai, con tu sai là con chịu cái nghiệp của con. Chứ không, con không có phải là vì mục đích lôi kéo, hay là không có dính líu một tổ chức, hay là không có lợi nhuận gì. Nhưng mà hỏi cô bác mình nè, trên thế gian nào có một người nào giả tu mà được sư Minh Tệ chưa? Nam mô A Di Đà Phật, tu thích mấy người giả tu đó dữ lắm. Ai mà cứ giả tu đi, tu lại người đó. Giả tu sao đừng có danh, đừng có lợi, đừng có tình nghe. Giả tu sao đừng có vật chất. Giả tu sao mà đi bộ mà không có xe nghe, không có điện thoại, không có nhà, không có chùa nghe. Giả tu sao mà đừng có sân si. Giả tu sao mà đừng có nhân ngã. Giả tu sao mà lúc nào hạ mình xưng con. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, cái giả tu đó nó quá sức hay quý vị ơi. Thì trước sau gì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phải công nhận sư Minh Tệ là một vị tu sĩ, là một cái vị sư trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại sao là mình nói như vậy? Bởi vì đã trải qua mấy tháng thì cái sức ảnh hưởng của sư Minh Tệ đó đã lan tỏa trên cộng đồng mạng, và cũng như lan tỏa trong cái lòng yêu thương của người Phật tử, và có thể nói là lan tỏa đến những cái vị xuất gia và những vị ở trong chùa nhưng mà chưa nói lên. Thưa quý vị, bây giờ tại sao mình nói là lan tỏa? Lan tỏa ở đây là vì cái hạnh tu, là vì cái đức độ, là vì cái giới lực của sư nó đúng theo cái chánh pháp, đúng theo cái giáo lý vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Phước Kim nghĩ rằng giáo hội cũng phải có một cái sự nhìn nhận, và cũng ngồi bên nhau để rồi trao đổi thảo luận, đưa ra một cái phương hướng thích hợp để cho sư Minh Tệ cũng trở thành một vị tu sĩ, một cái vị sư trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và nói chung là Giáo hội Phật giáo thế giới luôn. Tại sao Phước Kim lại cho như vậy? Vì mình thấy rằng cũng không có cái gì khó. Bởi vì xét về cái sự tu của sư Minh Tệ là một pháp môn, là một cái hạnh tu trong giáo lý nhà Phật. Bởi vì nếu tất cả ai theo Phật, làm đệ tử của Phật, làm tín đồ của Phật, làm con của Phật, thì đều nhận định rằng, hiểu đúng rằng chánh pháp giáo lý của Phật là có 84.000 pháp môn. Là vì tất cả đa số đây là những người hiểu sai đó, cho rằng sư Minh Tệ không có xứng đáng trở thành một cái vị sư, một cái vị tu sĩ, hay là một cái vị mang họ Thích, gọi là Thích Minh Tệ, là không xứng đáng. Nói là tại sao không xứng đáng? Là gì? Chưa có thọ giới tỳ kheo, hay là chưa có được vị thầy nào chứng nhận đó, thì nó không đủ tiêu chuẩn, hay là không đủ cái tiêu chí trở thành một cái vị tu sĩ, hay là một cái vị mang họ Thích, hay là một vị sư. Nên vì thế mà giáo hội không chấp nhận. Hôm nay xin giải mã cái chỗ này cho đúng nghĩa của Phật giáo.
Đây là nói theo kinh điển, nói theo cái giáo lý của Phật luôn. Xin thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải hiểu đúng sư Minh Tuệ đang tu cái pháp môn nào, đang hành cái giới lực gì. Vậy thì xin trả lời và xin nói với toàn thể chứ quý vị hiểu đúng sư Minh Tuệ đang thực hành cái hạnh đầu đà, 13 cái giới hạnh đầu đà này, mà chính vì cái giới hạnh này xưa nay ít có ai dám phát nguyện tu hành, ít có ai dám thực hành 13 cái giới hạnh này. Mà 13 cái giới hạnh này thì nói đúng hơn là trong giáo hội cũng chưa có người thực hiện luôn, chưa có người làm luôn. Nếu đã chưa có người làm, chưa có người thực hành thì làm sao mà truyền giới cho sư Minh Tuệ được, đúng quý vị? Và sư Minh Tuệ lấy cái giới lực làm thầy thì có sai trong cái đạo Phật, có sai trong cái chánh pháp hay không? Không, đây là di ngôn, đây là chánh pháp, đây là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một vị tu sĩ ở non ở núi hay là không có một vị nào đó để mà truyền thừa hay là thọ giới thì tự mình cũng có thể là nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và thực hành giới lực, lấy giới lực làm thầy thì vẫn được xứng đáng trở thành một vị tu sĩ, một vị sư hay là một nhà tu, là một người tín đồ hay là một người con của Phật. Đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu đúng. Nếu ai cho rằng như vậy là sai, tức là người đó đang cãi Phật, đang cãi chánh pháp của Phật, đang cãi đó là kinh điển của Phật. Vì giáo hội chưa có hiểu, chưa có theo dõi về cái hạnh tu của sư Minh Tuệ. Đùng một cái tự nhiên có một vị tu đó là hạnh đầu đà sư Minh Tuệ đi khắp thực ôm cái lỗi nồi cơm điện, thì được nhiều người chạy theo. Nên giáo hội có ra một cái thông tư, tức là một cái văn bản gỡ hết tất cả tỉnh thành chùa chiền và Phật tử, cho rằng ông Lê Anh Tú, tức là ông Thích Minh Tuệ mà mọi người kêu là sư Minh Tuệ đó, không phải là một nhà sư, cũng không phải là một tu sĩ ở trong Phật giáo và không có liên quan đến giáo hội, không có liên quan đến chùa chiền. Thì Phước Nghiêm cho rằng cái đó là mình quá gấp. Nếu như theo Phước Nghiêm mà có trong cái sự việc đó thì đương nhiên mình cũng có một ý kiến, cứ để từ từ theo dõi coi cái vị này có tu theo đúng cái chánh pháp, có đúng theo cái lời nói, có đúng theo cái giới hạnh đầu đà mà trong kinh điển Phật đã có chỉ dạy. Thì xin đính chính lại cho tất cả toàn thể quý vị Phật tử và tất cả quý vị trong giáo hội luôn, nếu chúng ta là người con Phật thì chúng ta phải công nhận, chúng ta phải nói một điều thật lòng. Tôi nghĩ là các nhà sư cũng phải nói hết. Cái giới lực, cái pháp môn, cái hạnh đầu đà, 13 cái hạnh đầu đà này là có nằm trong kinh điển, trong chánh pháp của Đức Phật Ca Mâu Ni. Cho nên tất cả chúng ta ở đây đều có thể nói là một câu là cho dù các vị sư ni cô tu sĩ bây giờ cũng đều có xài mạng xã hội, đều có điện thoại, đều để có lướt web xem tin tức, thì cái chuyện này là cái chuyện bình thường, mình không cần bàn cái chuyện là đúng sai nữa. Nhưng mà riêng cái hạnh tu của sư Minh Tuệ đó, cái hạnh đầu đà này thì xin nói chú gì là hoàn toàn không có xài mạng xã hội, cũng không có một cái kênh YouTube riêng cho mình, hay là không có một cái trang chủ cá nhân, hay là cũng không có, tức là điện thoại trong khi mà sư đi 6 năm và cả luôn tới bây giờ. Cũng chính vì cái điều này thì người ta công kích sư cầm cái máy nghe kinh giảng, tức là cái máy, tại vì người tu đôi khi mình cũng phải nghe kinh giảng chứ. Nếu mà nói không nghe thì nói cứ đi gì không lo học, mà bây giờ sư lại nghe kinh giảng thì chụp mũ cho rằng là nghe điện thoại. Mà dù có nghe điện thoại thì có phạm giới hay không? Chỗ nào gọi là phạm giới? Nếu phạm giới tất cả sư thầy chúng ta đây là phạm giới hết rồi. Nhưng mà sư không có xài điện thoại quý vị, đây là sự thật luôn. Phước Nghiêm đã nghiên cứu tìm hiểu, nhưng mà người ta nói tại sao không có xài điện thoại mà Phước Nghiêm lại nói điện thoại cùng với sư là sao? Cũng là cái sự thắc mắc. Quý vị quá thắc mắc, quý vị quá soi bói, quý vị cho rằng làm như vậy là sư phạm giới. Nhưng mà có phạm giới chỗ nào? Xin thưa quý vị, một người tu ngoài cái bi là lòng yêu thương cái điều tốt đẹp,
thì nó đòi hỏi còn phải có cái trí nữa, để biết phân biệt đúng sai, nặng nhẹ, chánh tà, trơn vọng, tốt xấu. Mà cái dũng tức là mạnh dạn dứt phát, cái nào nên và cái nào không nên, không bao giờ nhu nhược, không bao giờ yếu hèn, không bao giờ quất phục, gọi là dũng. Vậy thì nếu như có một cái sự việc, có một sự kiện hay là đầy đủ nhân viên mà kết nối nhân viên với nhau, thì khi mà Phước Nghiêm muốn nói chuyện cùng với sư và sư cũng vui vẻ tiếp nhận đó, rồi chia sẻ, không riêng Phước Nghiêm mà hình như tất cả chúng ta đây đó, bởi vì cái sư Minh Tuệ là một nhà tu đó, mà người ta tin tưởng là có cái sự hiểu biết trí tuệ, Phước Nghiêm cũng tin tưởng, cho nên Phước Nghiêm cũng muốn có điều kiện gặp sư để mình trao đổi, hay là mình chia sẻ, hay là mình hỏi những cái gì mà mình chưa hiểu. Giống như bây giờ cô bác cho em có thể đặt ra nhiều câu hỏi, hỏi Phước Nghiêm, thì Phước Nghiêm nếu mà nhận lời thì Phước Nghiêm chia sẻ cùng quý vị. Thì trong cái sự kiện này Phước Nghiêm cho rằng là cũng không có phạm pháp nha, và nó cũng không sai bất cứ điều gì, và nó cũng không làm cho sư ảnh hưởng trong cái đường tu. Nếu sư Minh Tuệ mà vì ích kỷ thì sư không bao giờ chia sẻ nói lên một câu pháp nào hay là một cái sự tu nào cho mọi người hiểu, mà hễ nói ra thì mọi người bắt lỗi chụp mũ cho rằng là tu thì lo tu đi, mà đi ra ngoài chi nói chi. Thì cái này đã sư đã giải thích rồi, cái bậc A-la-hán chỉ tu thiền định cho mình đạt được cái sự chánh niệm an lạc, lấy đó là sự chứng đắc. Nhưng mà cái bậc Bồ Tát chư Phật đó thì vừa tu cho mình, đem hiểu biết mình sang sẻ cho người khác, thì mới đồng cái nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chính vì cái Phật pháp đã trải qua 2000 năm làm cho người ta hoang mang hiểu sai, cho nên cứ chấp vào hình thức quá, cho nên không thấy được cái sự thực tế tốt đẹp đó. Cho nên vì thế mà trở lại câu chuyện, bây giờ nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ công nhận sư Minh Tuệ là một nhà tu, là một nhà sư, là một cái vị tu sĩ trong giáo hội thì quá tốt rồi quý vị, nên công nhận. Vậy thì cái người nào mới xứng đáng trở thành một vị sư, cái người nào mới xứng đáng trở thành một vị tu sĩ, cái người nào mới xứng đáng là một người con của Phật, đại diện chánh pháp, đại diện Như Lai? Xin thưa, chúng ta nếu chấp về hình thức là chúng ta sai tất cả. Một người đại diện cho tăng ni, đại diện cái tu sĩ, đại diện cái chánh pháp, đại diện cái tăng bảo, đại diện cho người con Phật, là cái người này giữ giới lực trang nghiêm. Cái điều này nó hay không của bác em? Người nào có giới lực, thực hành theo lời của Phật, sống biết buông bỏ, sống không hơn thua, sống có sự yêu thương, người đó xứng đáng. Thì cái sự xứng đáng hôm nay xin nói với tất cả cộng đồng mạng, quý vị Phật tử và cả quý vị giáo hội luôn, sư Minh Tuệ đang đạt được cái điểm này. Cái này mình không phải là bán giấm khen chua, bán đường khen ngọt gì, Phước Nghiêm cũng chả có dính dáng gì tới sư Minh Tuệ bao giờ. Phước Nghiêm là Phật giáo hòa hảo, là người cư sĩ tại gia, thực hành theo chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo hòa hảo. Bàn xét như trên thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Nhưng mà cái tại gia của Phật giáo hòa hảo là tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật rước đưa đón về. Cái tại gia của Phật giáo hòa hảo là ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, tức là xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm phia thăng ti, còn tục mà tâm liều cõi mê. Cái tại gia Phật giáo hòa hảo là cư trần bất nhiễm, là người thánh lẳng tục đừng mê chứng bực hiền. Cái tại gia của Phật giáo hòa hảo là tu đến một cái sự việc là hiểu đúng về cái Phật pháp, là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy gán tầm. Cho nên chúng ta cứ chấp đức thì cái chuyện này nó sai. Vậy thì sư Minh Tuệ phát nguyện đầu đà, tu cái hạnh đầu đà, học theo cái chánh pháp, và ngày đi khắc thực đi sinh, hoàn toàn đúng cái nghĩa của cái người khắc thực đi sinh từng nhà. Có ai thấy sư Minh Tuệ chọn lựa chưa? Có lúc ngài cũng đến gia đình khá giả, mà có lúc ngài cũng đến một cái gia đình rất là nghèo khổ. Có lúc ngài cũng đi qua thành thị, mà có lúc ngài cũng đi qua những đoạn đường vắng vẻ. Nhưng mà chỗ chú ngụ nghỉ ngơi của sư Minh Tuệ thì quả nhiên chính là nghĩa địa nhà quan, là gốc cây. Đó là sự thật làm cho chấn động.
Cho nên cái sự sư minh tệ xuất hiện gì nó quá lạ, cho nên chưa có hiểu được. Nhưng mà hôm nay đã trải qua rất là nhiều tháng, và biết bao nhiêu người đã bình luận, cũng như là các tất cả các giới trí thức, từ tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, giáo viên đó, và nói chung là luật sư, và nói chung là các nhà trí thức trong nước ngoài nước đều lên tiếng. Nếu như sư Minh Tuệ không phải là một cái sự kiện làm chấn động, làm cho người ta thấy rằng nó quá tốt đẹp màu nhiệm, thì cái trang Bách Pha Toàn Thư nổi tiếng cho thế giới này cũng không dễ gì mà được lọt vào đâu quá trời. Quý vị cứ đem tiền bạc mà mướn đi. Thí dụ mình được danh sách tỷ phú á, chừng nào mình có 1 tỷ đô la đó, và bắt đầu người ta xếp hạng mình đó, thì mình mới được liệt vào những cái trang báo lớn. Còn mình dưới 1 tỷ mà mình giờ nó tôi tỷ phú cũng không ai liệt kê mình vào đâu. Người ta phải điều tra, ta xác minh tài sản của mình có đúng là 1 tỷ không thì mình mới lọt được cái tớp tỷ phú. Còn mình chưa được 1 tỷ làm sao mà được gọi tỷ phú được. Như thì mình không phải là một cái người công chúng được người ta yêu quý, và những cái lời nói mình nó không gây tiếng vang, nó không đem lại cái giá trị tốt đẹp, nó không đem lại cái giá trị tâm linh, thì làm sao mà người ta đón nhận mình được. Cho nên chính vì thế mà tất cả các trang mạng xã hội, báo chí đều có đưa tin, và nói chung là các vị lạt ma ở bên Tây Tạng nè, bên Ấn Độ nè, vân vân, hay là các nước đều có nhận định về sư Thích Minh Tuệ. Như vậy thì đến ngày hôm nay Phước Kiên nghĩ rằng cái tin mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói cho biết rằng đó, sắp tới đây sẽ thông báo là sư Minh Tuệ là chính thức là một vị tu sĩ, là một vị sư trong giáo hội, thì cái chuyện này cũng không có sai đâu quý vị. Và cái chuyện này cũng nếu xảy ra thì đó là cái điều tốt đẹp cho giáo hội. Bởi vì Phước Kim nghĩ rằng giáo hội cũng nên nhìn nhận và cũng nên quan tâm, cũng nên nó là tìm hiểu về cái tâm lý, cũng như về cái tâm, là về cái nỗi lòng, về cái sự mong mỏi của Phật tử. Phật tử đang nghĩ gì? Phật tử đang muốn gì? Và Phật tử đang bức xúc cái gì? Phật tử đang khiếu nại cái gì? Cái điều đó thì cũng phải có một cái sự quan tâm. Bởi vì nếu giáo hội mà không có Phật tử, không có những người cư thi đa gia, thì giáo hội lấy gì tu? Nói thẳng một câu, đây là sự thật, nói ra mất lòng mà nói thẳng luôn, có đồng ý không? Bởi vì tất cả những cái gì liên quan đến giáo hội là một phần của người cư sĩ tại gia trong đó. Bởi vì người cư sĩ tại gia là người có bổn phận phải chia sẻ và ủng hộ, mình gọi cái từ là cúng dường đi. Bây giờ thí dụ Phước Kiều nói Phật tử ai cũng mến sư Minh Tuệ, thì tại sao mình phải thấy là tại sao Phật tử lại mến sư Minh Tuệ? Ông này có cái gì đâu để cho tôi mến, bắt buộc Phước Kiều phải tìm hiểu. Vậy thì người ta đều tán thán cái mến. Hôm nay xin đại diện nói cái mến của Phật tử tại gia, những người tại gia, những người Phật tử mến sư Minh Tuệ cái gì. Nếu thật sự là tu, cả Phước Kiều của gì, không riêng sư Minh Tuệ, mà ai làm được như sư Minh Tuệ là cứ từ bi, tự nhiên là mình mến liền. Cái người có cái tâm từ bi sẽ mến cái người có từ bi. Đây là nhà Phật nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có cảm, có ứng, nó giống như là điện thoại, nó cập nhật đúng số, tự nhiên bên kia trả lời liền. Tức là hai cái luồng tư tưởng, hai cái luồng điện này nó phải dung thông với nhau, thì cái người nào có từ bi sẽ mến người từ bi. Cái người nào có bác ái sẽ mến người bác ái. Cái người nào mà giác ngộ, cái người nào mà tin Phật, cái người nào mà đi đúng chánh pháp thì mến cái người đi đúng chánh pháp. Vậy thì sư Minh Tuệ bây giờ mình khỏi cần bàn cái gì, chỉ cần thấy trước mắt sư đã làm được cái chuyện mà các nhà tu đương thờ cả Phước Kim luôn không thể nào làm được. Làm cái gì quý vị? Quý vị có thấy là một cái xã hội, một cái thời buổi bây giờ có một cái nhà tu nào mà có thể là buông bỏ tham sân si chưa? Đâu ai có đâu, chỉ lên. Nếu có Phước Kim đảnh lễ liền. Đành gần tu lâu rồi nhưng mà mình chỉ bớt tham sân si thôi, chứ chưa có hết tham sân si đâu.
Nhưng mà Phước Kim nói thật quý vị đó, sư Minh Tuệ là cái người làm được đó. Tại vì mình không phải là đùng cái là mình lại nói cái điều này, mà mình để ý một thời gian khá dài đến ngày hôm nay luôn.